Vâng, xin kính chào mọi người ha. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại mộ cụ Năm nha mọi người. Buổi trưa nay thì em thấy ở đây thì có được đây đó, cung cấp mấy cây dù của Mạnh Thường Quân mua cho mọi người ha. Đó, đây là những cái cây. Cái cây nữa ha, cái cây với lại sâm rồi rửa cơm chay ở đây mọi người. Mâm công chai rồi có mấy chai nước mát nữa cô chú. Nó là cậu Năm ăn xong rồi uống nước mát. À đây cục cọc chai nữa đúng không? Dì Minh. Vào buổi trưa nay giác lại cũng khoảng 12 giờ 1 giờ rồi cô chú ơi. Quá trời nắng nhưng mà đến nhai thì cũng làm chú Linh thì mỗi một chị một cô đến là đều có một cây dù che mát hết. Đây cô chú. Còn mấy anh YouTuber thì cũng có dù luôn. Đó, YouTuber, TikToker hay là Facebooker thì cũng có dù hết trơn luôn. Cơ có dù, khán giả đến đây cũng có dù luôn. Để mình vô mình quay cận cảnh mộ cậu Năm Vũ Linh cho cô chú chị Hoàng xem ha. Quá, bữa nay trong cái bộ cậu quạt nhiều cái gì? Wow, quạt cái quạt luôn. Đẹp tuyệt vời cô chú ơi. Đây nói chung quạt này thì cô chú nào đến đây thì có nịch thì ngồi chỗ này lấy quạt quạt luôn nha. Quạt luôn. Bạn có cậu ở đây là quạt. Wow, dạ chung một xíu quá nói quay qua mình kiếm cái quạt quay mấy cái quạt đây của cô chị lo mấy cái quạt đó của ai chị lo mấy quạt của ai chị à vậy hả? Wow đẹp quá trời luôn. Ừ mới phát hiện luôn. Đây là cô chú đến đây là mỗi một người một cái dù rất là đẹp luôn cô chú. Quay trực tiếp kìa, quay trực tiếp kìa. Chúc anh chụp cho, chúc anh chụp trực tiếp cho. Trời ơi, đã có tiếng mà còn sao. Quạt quá chị quạt luôn. Cũng mâm hai mâm cơm chay luôn. Khán giả lên quá trời người. Đây là máy lên rồi ha. Nè con, nếu ba cơ cây là cơ cúng ông đi rồi chơi về cho học giỏi. Học giỏi nữa con. Giỏi nữa. Đây coi được xúc xắc rồi, giờ thì ra được cúc cây nữa. Cúc vàng. Học giỏi nữa. Xúc xắc rồi giờ cúc vàng nữa.
Rất là nhiều bà con đến đây nghỉ trưa hôm nay mọi người ha, giờ mới 12:30 à. Và rồi chắc có lẽ thì em sẽ kết thúc cái video tại đây ha mọi người ha. Mọi người xem thì cho em xin một like đăng ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.